Hello quý khách, xin chào tất cả quý khách đã đến với kênh Mô tô Văn Nga 79. Rồi chào tất cả các anh và các bạn đam mê xe. Rồi CB1001 trắng tinh khôi luôn nha. Các anh và các bạn đang tìm cho mình mà có ý định tìm cho mình một chiếc xe CB1001 phiên bản EX thì xin mời xem qua chiếc này thử nha. Đây là chiếc xe CB1001 phiên bản EX, một huyền thoại. Tiếp tục bộ sưu tập huyền thoại của nhà Honda. Đây, được rồi, Văn Nga có làm một chiếc cũng màu trắng như vậy và được một người anh bên Gò Vấp mua rồi. Thì hôm nay Văn Nga về cũng được chiếc này cũng vài hôm rồi, mới chăm sóc rửa dọn đồ vài thứ. Thì nó cũng qua mấy năm rồi, thì cũng phải cần rửa dọn vài thứ thì mới xong ngày hôm nay. Rồi, mình sẽ cập nhật chi tiết, mời các anh và các bạn xem qua nha. Rồi, các anh tìm mà CB mà tầm dưới 400 triệu, 300 mấy chục triệu thì Văn Nga đang có chiếc này. Một dòng bánh căm rất là classic, rất là cổ điển và màu trắng. Đây, CB1001 thì sản xuất cái bản song song từ 2010 trở lên tới 2015 á, thì nó bánh mâm thì nó một vô bên này nha. 2014, 2015 là phiên bản này hai bô và dòng bánh căm gọi là EX á. Qua giữa 2016 trở lên nữa thì cũng có EX như chiếc màu đỏ kế bên kia. Chiếc màu đỏ mời cập nhật các anh em coi. Cũng EX nhưng mà nó là một cái nó khác một tí so với phiên bản này nha. Rồi đây trở lại đây đi. Bản này là phiên bản đời 2015, là bản cuối EX cuối của cái form này rồi. Cái form này và form mới vừa xem qua thì cái form này cái thùng xăng nó khác một tí xíu, thùng xăng kia hình giọt nước hơn. Và đèn thì đèn LED, còn dòng này là vẫn còn đèn halogen nha. Về máy thì Văn Nga có xem qua thông số và chạy cảm nhận thì gần như là cục máy nó như nhau hết, không có thấy khác biệt gì. Vẫn là bánh căm nha, đời 2015, đăng ký lần đầu 2017. Rồi, 2015 đăng ký 2017. Chiếc xe ô tô hôm nay là 12.000. Rồi, chuẩn chỉnh đẹp nha, bản này có ABS trước sau luôn nha. Form này có form có ABS và không có ABS nha. Dòng này là dòng có thắng ABS. Rồi, phuộc đồ zin hết, không có bị đen hay là nổ ố gì nha. Rất đẹp, chuẩn chỉnh nè. 12.000 và một chủ mà thôi. Đèn đồ pha đồ đẹp lắm nè. Xe đúng một chủ ha. Rồi cục máy, rồi nhìn cục máy 1001 phê không? Văn Nga trong mấy ngày qua, trong tầm 10 ngày qua, mười mấy ngày qua Văn Nga về được 6 chiếc CB1001 lận. Những chiếc toàn là keng đẹp hết ha. Chiếc này là thành chiếc thứ 7 nè. Rồi, nhưng chiếc này là chiếc phiên bản 2015, còn những chiếc kia thì đời 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ha. Rồi, cục máy trắng, lóc đồ rất đẹp nha. Cái nắp này Văn Nga có đánh lại nha, tại vì lâu á nó hơi bị ố đen ở bên ngoài. Văn Nga có đánh, có xử lý dọn hai điểm, điểm này và cái lóc bên kia, hai điểm lóc mình sẽ cho quý khách xem. Chỉ tháo cái này ra đánh ở bên ngoài thôi, tại nó lên ten nó không đẹp thì nó sẽ không đồng đều với cái này ha. Tại các anh em thấy cái nắp zin nè, nó rất là đẹp mà ở đây nó bị thấm nước á, nó bị ố cái dòng này. Văn Nga thì có sao nói vậy, mình buôn bán mình làm có sao mình nói vậy để cho anh em biết. Mình chỉ đánh và xử lý cái này nó mới lên thôi. Rồi hai điểm, còn nắp này là zin. Rất là đẹp. Các anh và các bạn nhìn cho nè. Gần chi tiết nha. Chi tiết của chiếc xe này rất là đẹp. Tại vì như vậy nên thành ra mình phải đánh, mình xử lý vài cái điểm đen vậy thôi, chứ chiếc xe này trong tình trạng đẹp này. Con ốc cốt này còn bảy màu luôn á. Còn nói về động cơ, cục máy này thì nguyên zin rồi.
Nói thì quá lời, chứ đối với các anh trong cái tầm tuổi mà 50 năm bốn mấy, 50 năm mấy mà để dùng cái cục máy của chiếc CB 1001 có khi dùng hết đời chưa chắc nó hư luôn. Rất rất là bền bỉ ha. Vừa tiết kiệm nhiên liệu nè, vừa êm ái nè, mình nổ máy lại các anh nghe nha. Vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa êm ái vận hành, rất là nồi đồng cối đá. À, im không? Quá im luôn. Rất rất là im nha. Được cái màu trắng cũng rất đẹp nữa. Nói về cục máy CB 1001 mà cực kỳ im luôn đây. Đầu ghi ở dưới cái dàn gầm cho các anh xem nè. Rồi, rất đẹp. Rồi lên tới đồ nhôm, rồi gác chân. Những điểm tổng thể tất cả ha. Rất đẹp nè. Rồi, rất đẹp. Bánh trước cũng như bánh sau ha, tất cả nguyên zin hết, thắng ABS trước sau đầy đủ. Này cái đất lốp 2016 luôn ạ. Đất này đất 2016, này bản đời cuối luôn nha. Rồi. Trong cái đất này thì 15 nè. Hay 16 luôn nè, đúng rồi 16 luôn nè. Cái đất của cái này, xe này bản đời cuối luôn nha. Rồi đất 16 đã nguyên zin hết. Rồi cây bô thì có trầy nhẹ tí bên này nha, có trầy nhẹ tí bên này cũng không đáng kể đâu. À các anh nhìn ha, này cũng không đáng kể đâu. Chứ giờ nhiều khi nó cũng qua mấy năm rồi mà cái bên này, cái bề mặt ở bên ngoài á, nó cũng dễ dướng vô tường, tại nằm sát bên ngoài dướng vô tường, cho con này thì không có đâm đụng tái ngã đâu, có trầy xước chỗ đó một tí. Rồi tất cả đẹp. Như nói lúc nãy bên kia thì cái chụp lốc bên kia và cái chụp bên này nó bị đen hai bên, thì có đánh hai bên, nó bị lên tan á, đánh hai bên. Rồi đánh nhôm xước hai bên xử lý rồi nha. Cái này thì nó không có quan trọng gì đâu, mình xài chừng thời gian ngắn nữa thôi thì nó cũng sẽ đều y như cái này thôi ha. Rồi, chứ nó không phải vì cái gì mà mắc zin quan trọng đâu. Rồi. Qua mấy năm thì có đồ nhôm không thì nó cũng phải như vậy, mình có sao nói vậy. Chứ bên này thôi nha, còn bên này mình vẫn giữ lại, từ bên này nó không lên tan, nó có lên một vài điểm nhỏ tí xíu thôi thì cũng không đáng kể lắm, mình không có làm đây. Còn bên này thì nó bị một cái mặt chỗ này ha. Rồi vậy thôi, chứ còn máy móc tất cả nguyên zin nè, và không những zin mà rất rất là đẹp người khác nữa. Rồi rất rất đẹp. Rồi cái thùng sân nè, các anh xem nè, không có bị trầy xước. Này có dán keo nên mới lột ra. Cái màu trắng ca mai, màu trắng ca mai rất đẹp nè. Rồi thắng ABS nó có thể hiện, có để đây luôn nha. Rồi cái tem của cái thùng sân nó được sơn chìm xuống dưới này luôn. Dòng này đây, đúng rồi, đây mở lên cho các anh xem cái ô đô hôm nay 13.000, xin lỗi nãy mình nói 11.000, nhầm nha các anh, 13.701 km từ 2016 tới hôm nay, mà 13.000 đối với chiếc xe CB 1001 thì không có nhiều đâu nha các anh, đi như vậy là ít. Mình cam kết cái xe này là ô đô đúng, mình mua đúng một chủ mà thôi ha. Đây, một người anh, một người khách hàng, một người khách quen cũ nhường lại. CB 1001 thì nó đậm hơn, nặng hơn so với những chiếc classic khác, chẳng hạn như là T100 hay T120, kể cả RNT luôn. Thì CB 1001 nó nặng hơn. Bản bánh căm này nó tầm 240 kg. Đối với chiếc RNT thì cũng đâu đó 230 mấy rồi, đúng rồi, cũng nặng hơn không bao nhiêu. Nhưng bản bánh mâm thì nặng hơn nha. Bản bánh mâm này là tới 252 kg. T120 thì một là 225 kg thôi. Thì cái xác xe của chiếc Honda nó nặng hơn. Nó nặng hơn và nó vận hành êm như vậy, nên các anh và các bạn ra đường trường đi vận hành
cực kỳ êm ái, tại nó đầm mà. Nguyên tắc hãy nó nhẹ thì nó hơi bị chao tí, mà nó nặng thì nó đầm hơn, mượt mà hơn. Qua những ô gà rồi thì vừa phải thì nó nhúng dằn à, nó cảm giác nó vẫn phải dễ chịu hơn so với những dòng xe nhẹ nha. Rồi theo chắc là các anh trải nghiệm những dòng xe chắc các anh cũng phải đồng tình với mình việc đó thôi. Và riêng CB1001 thì nó có chống đứng, như lúc nãy hạ xuống thì nó có vẻ nó nặng nề hơn. Còn những dòng như Triumph rồi thì muốn có chống đứng phải lên, còn Renegade thì không có chống đứng luôn, thì chúng ta có cảm giác nhẹ hơn ha. Đây mình sẽ ngồi các anh xem cái chiếc bản EX á, là cái ghi đông tay lái này nó cao lên hơn, nó có gì đó nó một chút rui sơ hơn. Còn cái bản mà bản RS như các anh thường thấy bản bánh mâm á, và Nga lắc sẽ cập nhật thêm các anh coi, thì cái tay lái nó chồm hơn, nó thẳng hơn ha. Còn này ấy thì cái tay lái nó cao hơn. Rồi cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Cực kỳ êm ái và chiếc xe trong tình trạng rất là chất đẹp, không đâm đụng. Mời các anh qua xem nha. Các anh nhìn nè, chiếc xe zin kỹ đẹp nè, không có ngã đổ, không có ra phuộc, không làm phuộc lần nào nè, những con ốc zin hết nha. Các anh mua xe nơi nào mà không yên tâm đó, các anh nên xem kỹ vào những cái phuộc là như thế này. Nếu mà đã ra phuộc, đã làm đâm đụng gì rồi thì ra thì nó sẽ có dấu ốc mà thôi. Còn chiếc như thế này là tuyệt đối là không có ha. Rồi còn đối với bên Nga thì các anh coi được hay là không coi được, mình cũng đều là cam kết về chất lượng, không có nói khác được. Mình cam kết với các anh là các anh coi ha, không coi mình cũng đều bao hết, không đâm đụng, không bị lỗi những cái gì. Đầu tiên là máy móc, thứ hai về cái đâm đụng hay không, bị có lỗi hay không, thứ ba về phần giấy tờ, thì những cái mặt đó cửa hàng bán ra đều phải cam kết tuyệt đối cái việc đó với khách hàng, mà thôi ha. Nên các anh hãy cứ yên tâm. Còn các anh mua ở đâu mà các anh chưa yên tâm thì nên coi kỹ vào những cái điểm như mình cũng thường nói á, nhưng mà có nghề mới coi nha, không có nghề có khi coi cũng không nắm hết được đâu. Xin phép chút thời gian nói dài thêm tí xíu. Mua một chiếc xe về trải nghiệm chơi với đam mê của mình mà mua nhầm trúng cái xe nó tệ quá, là về nó tuột mốt, tuột điện và nó sinh ra mệt mỏi và chán nản luôn, không có muốn nhìn cái xe luôn á. Nên thành ra mình cũng xin nói với các anh mua thì cũng cố gắng lựa chọn chiếc xe nào nó đẹp một tí và nó xứng đáng với cái lượng tiền mình bỏ ra, một nó phù hợp đó, để về mình trải nghiệm cho nó cảm thấy được vui. Cái xe là phần thưởng để về tạo niềm vui, tạo sự phấn khích, nuôi dưỡng cái đam mê trong cuộc sống để mình có năng lượng làm những cái công việc hàng ngày khác. Mà nhiều khi mua bỏ ra 300-400 triệu, có khi lên rất là nhiều tiền, mà mua chiếc xe về để thỏa mãn đam mê, mà mua nhầm trúng cái xe mà nó bị tai nạn nè, nói chung là bị bệnh á, thậm chí bệnh còn hơn ung thư nữa, thì về rất là cực. Nên nhiều khi đã nhầm như vậy rồi mà muốn bán lại thì nó cũng rất là khó và bị lỗ rất là nhiều. Nên có những anh gọi đến mình tìm những cái xe rẻ, thật rẻ, rồi thậm chí dưới giá thị trường luôn. Mình nghĩ rằng là các anh khỏi tìm, mình giữ cái quan điểm như vậy mà mình đi tìm một chiếc xe đẹp để chơi, mình giữ quan điểm đó, mình rất dễ dính thuốc. Trong cái từ thuốc là trong cái giới xe thường nói rất là dính thuốc, dính gọi là rủi ro nhá, như vậy đó. Thì mình tìm quan tâm việc đó mà mua lầm chứ quán đâu lầm đâu. Nên thành ra không có nghề mà đi lựa chọn rẻ một vài chục triệu, ít một vài chục triệu, nhiều khi nó ít tiền thôi chứ chưa chắc nó rẻ. Nên mình nói với các anh đợi ban tí nha. Rồi đợi ban tí gì quên rồi. Rồi
Thì mình chia sẻ như vậy, thì các anh mua của mình cũng vậy ha, các anh mua của cửa hàng khác hay của bạn nào khác, cố gắng làm sao để lựa chọn chiếc xe nó đẹp, và lỡ mà nó có chiếc xe không có dự ý đó chân nữa, cái nơi mình mua cũng được đảm bảo quyền lợi của mình, nó sẽ hay hơn rất là nhiều ha. Có nhiều anh tìm kiếm rẻ một tí rồi rẻ nhiều không những tí mà đồ rẻ nhiều hơn nữa lòng vòng đâu đó cái thời gian sau gọi điện với bên Nga nói bán lại, mình hỏi vòng vòng ra là mình không mua lại, hỏi là sao không mua lại, mà nhiều khi có những điều mình nói ra những điều mình không dám nói. Cũng mong các anh em thông cảm. Còn bên Nga nha, bán ra những cái xe, những gì bên Nga bán ra, bên Nga đều cam kết nếu về có cái gì sai sót không dự ý rồi quý khách vẫn còn nguyên giá trị tiền, không có sức mẻ xu nào hết, phát sinh chi phí bên Nga chịu luôn, quý khách không có chịu đồng nào hết. Rồi đó là những lời mình cam kết xuyên suốt bao lâu nay, và mình cũng sẽ làm điều đó trong tới khi nào không làm nghề nữa thôi. Rồi giá bán chiếc này nha, nói đã đời xin phép rồi nha, không nói giá, chiếc này hôm nay có giá bán là 360 triệu, xe Hải Quan đăng ký lần đầu 2017, có giá bán 360 triệu. Các anh có quan tâm lựa chọn thì trên góc màn hình mình có hai con số điện thoại là 0933 891 954 và 0902 319 854 nha. Motovanga thì có địa chỉ 335 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Rồi, mình cập nhật thêm vài chiếc CB1001 để các anh nắm rồi lựa chọn, dễ lựa chọn ha. Đây, hiện tại là 2, 4, 5, 5 chiếc CB1001 bản RS. Bản cao nhất thì bản Fed Edition, bản Final Edition. Đời 2021, đời cuối nè, nhập về tới Việt Nam đăng ký lần đầu 2023. Dòng này thì đỉnh cao nhất của CB1001 rồi, sản xuất 800 chiếc trên toàn cầu. Honda khai tử dòng CB1001 luôn rồi. Nó cũng là một cái tiếc nối trong cái anh em chơi xe. Nhưng đây là những chiếc xe cuối cùng nha. Chiếc này thì giá tiền cao nhất 720 triệu và những chiếc trong kia thì sẽ có giá khác nhau ha, 500 mấy có, hơn 600 có và 400 mấy có. Chiếc AX bánh căm đời cao, cũng có một chiếc lan can đó, ghi gần lại quý khách xem á. Rồi còn đúng rồi. Rồi đây CB1000 và Nga đang còn một chiếc 215 triệu nha. CB1000 đời 2015, quỷ một giò đó. Lexus nhà Triumph và Nga đang còn hai chiếc nè, đời 2022. Rồi Honda Shadow đang còn cũng 5 số chiếc luôn. Rồi có Shipmaster có luôn. Rồi mình xin kết clip tại đây để hơi lâu. Rồi xin kết clip tại đây, rất là chân thành cảm ơn tất cả các anh và các bạn đã dành thời gian theo dõi Văn Nga 79. Rồi xin chào tất cả, chúc mọi người sức khỏe. Rồi, xin chào.